Đây là chương trình Bên Dòng Thời Sự được phát hình trên đài IBC băng tần 57.19. Cá nhân chúng tôi là Phan Điệp. Và chúng tôi là Tống Phước Hiến. Thưa anh, chúng ta đều biết rằng cái việc giáo dục của một nước là một cái việc có thể nói là quan trọng, quan hệ và quan trọng bậc nhất. Nhưng mà so với lại cái ý nghĩa của nó thì chúng ta thấy rằng cái nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ đã sử dụng cái vấn đề giáo dục nó, chúng ta không biết họ tuyên truyền hay là làm lợi, hay là họ có tính cách để đào tạo một cái bộ phận mà làm ngu dân như thế nào, tôi không rõ. Thưa anh trình bày cái vấn đề này. Dạ, kính cảm ơn. Nói đến giáo dục là nói đến định hướng tương lai của cá nhân, của gia đình và của xã hội. Muốn biết một quốc gia đó phát triển như thế nào thì người ta nhìn vào nền giáo dục. Và hôm nay chúng tôi, kính thưa quý vị, nhìn vào nền giáo dục của hiện nay dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để nhìn về hướng tương lai của dân tộc. Nền giáo dục hiện nay dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản là một nền giáo dục băng hoại, và càng lúc càng băng hoại và đưa đến tình trạng là không thể cứu vãn được nữa. Kính thưa quý vị, trong phiên họp Quốc hội vào ngày 41 tháng 10 năm 2019, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, đại biểu Khánh Hòa, đã trích một đoạn có lời phát biểu của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Đây là một chiến sĩ đấu tranh vì nhân quyền và kiên định đường lối đấu tranh bất hợp pháp, giải thưởng Nobel Hòa bình, và nói về những thực trạng đáng buồn của nền giáo dục Việt Nam. Bà ta trích dẫn cái đoạn quan trọng như thế của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela như thế này: để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên, bệnh nhân chết do bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục đó, các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đó, tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó, nhân loại chết do bàn tay của học giả tôn giáo và của nền giáo dục đó, công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đó. Sự sụp đổ của nền giáo dục là sự sụp đổ của quốc gia. Nhưng sự góp ý đó là bị rơi tóm xuống biển sâu, không một ai nhắc lại. Và có lẽ tôi không biết cái thân phận bà đó như thế nào, nhưng từ đó về sau không ai dám bén mạng đụng tới cái đề tài này nữa, cho tới ngày hôm nay. Bộ Giáo dục cũng vừa công bố một để trích dẫn phần này để chúng tôi đưa một hình ảnh mới, tức là Bộ Giáo dục của Cộng sản Việt Nam vừa công bố một kỳ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022, đó là tỷ lệ được đầu 99,16%. Ta chưa từng có quốc gia nào mà học sinh mà tỷ lệ đầu trung học phổ thông để lên đại học đầu tới 99,16%. Như vậy là người ta nói rằng cái tỷ lệ đầu này là tỷ lệ phân kim tuyệt đối. Phân kim là thế nào? Tức là người ta phân vàng ra, vàng này bao nhiêu tuổi, thì cái tỷ lệ này là tỷ lệ phân kim tuyệt đối, 99,16%. Tức là trong vàng 99,16% trong vàng có thể chấp nhận được, có một số cặn gì đó người ta có thể chấp nhận được, không thể đưa đến 100%. Trước đây 2007, dưới thời của Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thì Nguyễn Thiện Nhân đã chơi một phát. Mà chính vì vấn đề này mà Nguyễn Thiện Nhân bây giờ không còn là Nguyễn Thiện Nhân của ngày xưa nữa, bị te tua rồi. Đó là ông ta phát động phong trào là phong trào chống tiêu cực trong thi cử và làm nghiêm công tác thanh tra kỳ thi phổ thông trung học. Đây là tiêu chuẩn của ông ta khi làm Bộ trưởng Giáo dục. Và tỷ lệ đầu lúc đó rớt xuống từ 99, rớt xuống chỉ còn 67,5%.
tức là có 1/3 thí sinh không được qua khỏi kỳ thi tốt nghiệp, và có trường tỷ lệ đầu dưới 50%, thậm chí ngay cả là học sinh giỏi cũng bị trượt. Chỉ cần kỳ thi nghiêm túc đã chỉ ra rõ một cái nền giáo dục dạy dỗ bị yếu kém. Và sau đó thì quý vị biết rồi, ông ta về làm đủ thứ, và cuối cùng thì về làm không làm ngành giáo dục nữa, mà đưa hẳn qua ngành chính trị về quyền lực. Tức là ông ta cuối cùng thì về làm bí thư của thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó thì cái việc người Phú Trọng bị người Tư Dụng đập cho một cái muốn phát chết, thì người Thiện Nhân không còn một vị trí nào nữa hết. Một năm sau đó, do áp lực của hệ thống chính trị đã khiến cho bộ trưởng của Thiện Nhân bị bốc hơi, mà cái gọi là cái chương trình tiêu cực trong thi cử của ông ta bị ném vào sọt rác, bị ép ra khỏi ngành, thậm chí bị đe dọa hành hung bôi nhọ. Giờ thì thành tích thi cử này giáo dục là nhất tất cả, thành tích năm nào phải năm này phải cao hơn năm này phải cao hơn năm vừa qua, và nền giáo dục tiến tới cái chuẩn là phổ cập cử nhân thạc sĩ, tức là thực cử nhân thạc sĩ là phổ cập và phổ cập. Được biết hiện nay 100% công chức cấp huyện, thành phố Hà Nội có bằng thạc sĩ trở lên và bằng cao cấp lý luận chính trị hoặc một bằng luật. Tất cả các nước có hơn 60.000 tiến sĩ thạc sĩ là công chức cấp huyện và xã. Dễ sợ chưa? Chưa từng có. Bây giờ chúng tôi nhận định về thế này. Với tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông kiểu phân kim như chúng tôi vừa mới trình bày, thì cứ mỗi năm có khoảng nửa triệu cử nhân, kỹ sư ra trường và hàng chục ngàn thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp. Nhưng các chủ doanh nghiệp ngoài quốc tới đầu tư tại Việt Nam, họ tuyển dụng công nhân Việt Nam, và ngay các chủ đầu tư của người bản địa cũng than phiền rằng số cán bộ được tuyển, số người nhân viên được tuyển dụng để làm cán bộ không có khả năng, hoàn toàn qua khả năng hoạt động độc lập, tức là họ phải hoạt động dưới sự chỉ bảo của một người khác, họ không có khả năng độc lập. Mà bằng cử nhân tiến sĩ mà không có khả năng độc lập thì lãnh đạo ấy làm sao làm được. Và đa phần những vị tiến sĩ này đều đi xe ôm. Đa phần những vị tiến sĩ này khi vào làm việc đã không hiểu được một cái chỉ thị ngắn, hoặc là một cái chỉ định gì đó ở trong một giấy tờ, một câu rất ngắn bằng tiếng Anh không hiểu. Trong cuộc phỏng vấn nhằm so sánh lực lượng lao động Việt Nam với lực lượng lao động các nước trong khu vực của báo VN Economics, bà Lê Thị Xuân Quỳnh, Phó trưởng Ban Nghiên cứu Kinh tế ngành và lĩnh vực cho biết khả năng lực lượng lao động Việt Nam rất thấp. Việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp vẫn là sơ cấp, các hình thức đào tạo dưới 3 tháng chiếm 75,3%, cao đẳng trung cấp chiếm 24,7%, kỹ năng lao động Việt Nam chỉ được 46 trên 100 điểm và được xếp thứ 103 ở quốc tế, có nghĩa rằng kém rất xa với các nước của khối ASEAN. Mới đây dư luận ngán ngẩm về nạn dì hợm của một ông hiệu trưởng trường kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội là Lê Nguyễn Trúc Lê, tay cầm trường vàng, đeo dây xích và mặc áo thùng choàng đỏ, trông như một vị giáo chủ, một tôn giáo trong một lễ tốt nghiệp, phẩm chất của một viện đại học. Không rõ tỷ lệ tốt nghiệp bao nhiêu, số lượng tiến sĩ và thạc sĩ bao nhiêu, mà phẩm chất kiến thức của họ được truyền dạy như bao nhiêu, nhưng mà nhìn ông viện trưởng đó mặc như một mâm thịt, mặc đầy ung núng nít và đi có vẻ là có một gậy hạnh tiếng, thì thử hỏi mà ông viện trưởng như vậy không khiêm cung như vậy thì nền giáo dục sẽ đi về đâu? Bởi vì cộng sản tồn tại bởi một cái ý thức chính trị kiểu ngu dân, gian dối, xu nịnh, sao trả lưu manh, tôn sùng cá nhân, tôn sùng quyền lực, tôn sùng kim tiền, quay rẽ đạo đức và thực tài. Mục đích của học không phải là đề tạo học và dạy, cũng phải đào tạo của những người lương tri, những người đạo đức có năng lực trí thức, mà thực sự là
đào tạo những kẻ su nịnh với cái khẩu hiệu Hồng Hương Chuyên. Cho nên rõ ràng nền giáo dục Việt Nam đi về đâu thì chúng ta đã thấy rồi. Nền giáo dục Việt Nam phản ánh một hiện trạng xã hội, một chế độ chính trị bị áp lực, bị dạ dối, bị tham nhũng, băng hoại xã hội, quan liêu độc đảo, phô trương và dị hợm. Xin kết thúc câu chuyện hôm nay bằng câu nhận định rằng chừng nào thể chế chính trị và nền giáo dục này còn tồn tại thì tương lai quốc gia này sẽ ngàn năm tăm tối. Mà muốn thay đổi như vậy là phải thay đổi Đảng Cộng sản, lật đổ Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản phải đi ra nghĩa trang thì khi đó dân tộc mới có cơ hội tồn tại. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi ở phần 1 xin tạm kết thúc. Kính mời quý vị tiếp tục với chúng tôi ở phần 2 và kính mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng.